Thưa quý vị, cải thiện rõ nét năng lực cạnh tranh của thành phố, phấn đấu điểm tổng hợp DCI hàng năm tăng từ 1 đến 2 điểm, cải thiện vị trí xếp hạng BCI và đạt kết quả xếp hạng trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt. Đây là một trong những mục tiêu đặt ra trong kế hoạch số 167 về hành động thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI thành phố Cần Thơ năm 2023 và những năm tiếp theo, do Ủy ban Nhân dân thành phố vừa mới ban hành. Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp để mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư kinh doanh tại thành phố Cần Thơ. Duy trì những chỉ số thành phần có vị trí cao, tăng bậc và cải thiện các chỉ số thành phần có vị trí xếp hạng thấp, điểm thấp trong bảng xếp hạng BCI hàng năm.